Chào các em, đối với 300 bài tập môn khoa học Science thì ở trong đây chúng ta sẽ lần lượt đề cập tới những thành phần như sau. Chúng ta sẽ xem trên cái phần mục lục, the contents, chúng ta sẽ học những gì trong cái loạt bài này. The body parts, các thành phần trên cơ thể của mình. And the sense organs, các giác quan của chúng ta. The organs là các bộ phận trên cơ thể, nhưng mà đối với những bộ phận đó chúng ta làm cái nhiệm vụ là sense organ. Sense sẽ là cảm xúc, cảm giác, là các giác quan của chúng ta. Rồi sau đó các cháu phải học đến là good hygiene and good habits. Đó, tức là mình phải có những cái thói quen giữ vệ sinh, thói quen ăn uống, tất cả các thói quen trong cuộc sống. Hygiene là những cái thói quen vệ sinh thân thể, cơ thể và môi trường sống xung quanh, nó hygiene, làm sao cho nó tốt, làm sao cho nó được sạch sẽ. And the exercise thì các phải biết là tập thể thao, thể dục. Food and meal times thì thời gian thức ăn hay là thời gian các bữa ăn trong ngày. Sau đó các em sao phải học đến living and non-living things, những cái vật hoặc là động vật, vật sống hoặc là những cái vật vô tri vô giác chẳng hạn, non-living. Rồi sau đó chúng ta sẽ học đến animals, học về động vật thôi, insects, rồi có cả côn trùng nữa, rồi những động vật có vú chẳng hạn, the mammals, rồi học về các loài chim, birds, các loài chim bay trên trời, birds and reptiles, các loài động vật bò sát, bò dưới đất chẳng hạn, reptiles, rồi học về cá, cá trong nước, fish, cá con cá, fish, và những cái động vật ở biển cũng như trên đất, land animals, sea animals, nhưng mà những loài khác khác những cái loài mà chúng ta vừa mới liệt kê trên này, animals, insects, mammals, birds, reptiles, fish, chúng ta học những cái loài khác, những loài còn lại chẳng hạn, other land and sea animals, ok? Rồi sau đó chúng ta học thêm về animals and their body coverings, những cái bộ lông, bộ da, cái thành phần bên ngoài để che che cái thân thể của chúng, những cái loài động vật này, animals and their body coverings, ok? Rồi sau đó học thêm nhiều những nội dung khác, những nội dung cuối cùng về động vật, animals, or more about, we talk more about animals. Rồi chúng ta phải biết sơ về vòng đời của mọi vật trên quả đất này, life cycles. Chúng ta sẽ khám phá xem chúng ta sẽ học được những gì. Plants, học về cây cối, fruits, học về trái cây, các loại trái cây, leaves, các loại lá, hình thù của những chiếc lá, leaves, and stem, thân cây, cành cây, the stems, the roots, học về rễ của chúng, đó, rễ về cây. Ok, bên trên chúng ta sẽ học về những gì? Vật sống thì trong đó có động vật, và ở đây cũng là vật sống luôn, nhưng lại là thực vật, cây cối chẳng hạn, lá cây, thân cây, stems, roots, rễ cây chẳng hạn. Land and water plants, các loài cây cối sống trên đất và sống trong nước, water plants. Đó, cái cấu trúc cũng giống như ở bên trên này, cấu trúc cũng rất là giống. Động vật một mảng, thực vật một mảng. Động vật học như thế nào, thực vật học đối chiếu, giống như vậy. And trees, các loại cây thân cứng, trees, more about plants, học thêm về các loại thực vật khác. And dispersal of fruit and seeds, tức là sao đây ạ? Làm sao để phát tán, dispersal là sao để phát tán trái cây và hạt giống của chúng, and seeds. Rồi khi không nói về thực vật nữa thì các em sẽ phải biết thêm về thời tiết, the weather, các mùa trong năm, bốn mùa trong năm, the seasons and water cycle, về chu kỳ vòng tuần hoàn của nước, water cycle, vòng tuần hoàn của nước đó. And the three states of water, ba thể rắn lỏng khí đó, các bạn học lớn lớp lớn đều biết, nhưng mà đối với các em phải biết liền trong cái khóa học về science này, về khoa học này, three states of water, các thể, các dạng của nước. The solar system, hệ thống gì đây, đây là cả một cái
hệ thống mặt trời, trong hệ mặt trời của chúng ta, hệ mặt trời có bao nhiêu hành tinh, ở đây các em đều sẽ phải khám phá the solar system, hệ mặt trời của chúng ta. Rồi học về màu sắc, the colors, có một cái gương, học về gương soi, the mirrors, gương soi mặt, gương soi gương phản chiếu, the mirrors, ok. Học về điện, electricity, những cái ý niệm cơ bản về điện, ok, electricity. The environment, nói chung, the environment là môi trường sống xung quanh ta. Materials là vật, đó, vật liệu, những vật liệu, chất nào, đó, các loại chất. Ok, and the light, ánh sáng, shadows, đấy, các bóng của mình, bóng của vật, đó. The shadows, đó, the light, the materials, the environment, the electricity, the mirrors, the colors, the solar system, three states of water, water cycle, the seasons, the weather, dispersal of fruit and seeds, more about plants, we learn about trees, we learn about land and water plants, okay? We learn about land plants, water plants, okay? We learn also about roots, about the stems, about leaves, about fruits, plants and life cycle. And we learn more about animals, we learn also animals and their body coverings, we learn all the land and sea animals, we learn about fish, we learn about the reptiles, we learn also about birds and mammals, about insects, about animals. First, we learn about living and non-living things. We also learn about our food and meal and times. Okay? Tức là năm phần đầu tiên này cho các cháu còn nhỏ, the body parts and the sense organ, the good hygiene and good habit. Đây là những điều phải trước tiên là phải biết về chúng ta. Khi đã biết về chúng ta thì phải hòa hợp với môi trường. Thì đó có thức ăn xung quanh. Và sau đó những cái môi trường xung quanh chúng ta có những gì thì đây học. Nói chung thì học những cái động vật, những gần gũi chúng ta trước. Rồi sau đó học về cây cối. Sau khi cây cối thì học những cái điều khác xa hơn nữa. Đó cấu trúc như thế. Rất là gần gũi. Rất là chi tiết và khoa học và dễ nhớ. Ok, nội dung tóm gọn là chỉ có bao nhiêu. Và lần lượt chúng ta sẽ đi từng bài một trong các video sau. Rồi, xin chào nhé.